Bức xúc với bản tường trình của cô chủ nhiệm lớp nữ sinh bị lột đồ. Tôi có nhận được tin nhắn về việc đánh nhau, năm gia đình đã xin lỗi em ấy. Thưa quý vị, sự việc nữ sinh lớp 9 tên H.I. thuộc trường trung học cơ sở Vũ Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hương Yên, bị nam bạn cùng lớp lột đồ đánh giả mang ngay tại phòng học đang khiến dư luận bức xúc. Càng bức xúc với hành vi côn đồ của nhóm học sinh bao nhiêu, người ta lại càng phẫn độ bấy nhiêu với thái độ thờ ơ đến khó hiểu của ban giám hiệu nhà trường và của cô giáo chủ nhiệm. Trong một phát biểu gần đây, với báo người lao động, ông Nhữ Mạnh Phong vẫn cho rằng vì y bị bắt nạt có thể là do em quá hiền. Chưa hết, vào tối ngày 30 tháng 3, theo tờ báo Người đưa tình, đã đăng tải ảnh chụp bản tường trình viết tay của cô giáo Hoa Thị Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A, trường trung học cơ sở Phù ủng, với nội dung khiến nhiều người bức xúc. Theo đó, bản tường trình được đề ngày 28 tháng 3 có dự ký bên dưới. Tường trình này được cho là bản mà cô giáo Hoa Thị Trang đã cung cấp cho xã Phụ ủng. Đáng chú ý, nội dung bản tường trình không hề đề cập tới việc một đứa sinh bị nhóm năm học sinh khác đánh hội đồng, đột đồ ngay tại lớp mà chỉ nói chung chung là việc đánh nhau của một nhóm học sinh nữ. Nguyên nhân tường trình của giáo viên Hoa Thị Trang như sau. Tôi xin làm bản tường trình để kể rõ sự việc xảy ra như sau. Vào chiều ngày 23 tháng 3 năm 2019, tức thứ Bảy, tôi có nhận được tin nhắn của học sinh trong lớp 9A về việc đánh nhau của nhóm học sinh nữ. Ngay sau đó, tôi đã rõ sự việc về ban lãnh đạo nhà trường. Lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo yêu cầu các em học sinh về nhà trường viết bản tường trình, kể rõ nội dung sự việc Cùng ngày, tôi đã báo về phụ huynh của 6 em để mời phụ huynh các em lên trường làm rõ sự việc vào sáng thứ hai ngày 25 tháng 3 năm 2019. Sau một thời gian làm việc giữa các bên, gia đình đã thống nhất bỏ qua sự việc. năm gia đình đã xin lỗi em và phụ huynh em có trách nhiệm với em. Hội đồng kỷ luật và nhà trường đã họp thống nhất đưa ra hình thức kỷ luật là đình chỉ 5 em học sinh. Bản tường trình này ngay lập tức vấp phải làn sóng vấn độ đến từ gia đình nạn dân. Bởi theo gia đình, mặc dù con cháu của họ bị đánh đập giả màng nhưng nội dung tường trình lại chỉ cho thấy là một vụ học sinh đánh nhau hết sức bình thường. Tờ Người đi tin dẫn lời ông Nguyễn Văn Doanh, chú ruột của H.I. Tôi cho rằng cô giáo và nhà trường muốn làm giảm tính chất nghiêm trọng của sự việc. Gia đình chúng tôi rất bức xúc. Tính chất nghiêm trọng của sự việc có lẽ không cần phải bàn cãi, bởi cho tới tận bây giờ em H.I. vẫn đang trong trạng thái tinh thần hoảng loạn, phải nhận sự chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện. Vậy nhưng không có gì cả, lại là câu trả lời của nhà trường với chú ruột của em h khi hay tin cháu mình bị đánh. Tôi ở nhà, nghe hàng xóm nói, bảo lên xem các cháu nó đánh như thế nào. Lên thì nhà trường có bảo, đây là cái này, nó đánh sơ sơ qua thôi, nó cũng không có gì cả. Tôi nghe bảo có video, tôi hỏi nhà trường, nhà trường bảo video này chúng tôi xóa hết đi rồi, mà không nhìn thấy gì, chỉ gọi là không có gì phát tán lên mạng cả. Ông Doanh đối với VTC News rằng, nhà trường yêu cầu người nhà yên tâm, không phải lo gì cả, cứ cho các cháu đi học bình thường. Hiện tại, theo thông tin trình báo tuổi trẻ, ông Nguyễn Mạnh Phong, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Phụ Ứng, đã bị tạo đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Trong khi đó, cô chủ nhiệm Hoa Thị Trăng cũng bị điều chuyển công tác. Vụ việc hiện đang được các cơ quan liên quan tiếp tục điều tra làm rõ. Dùng mình bạn tường trình vô cảm của nhóm nữ sinh tham gia đánh hội đồng, lột đồ bạn ở Hưng Yên. Theo thông tin trên báo Việt Nam Net, bản tường trình của một học sinh cho biết khoảng 9 giờ ngày 22 tháng 3, lúc ra chơi, nạn nhân cầm mũ cano xuống cho hai bạn khác nhưng đưa xuống muộn. Sau đó khi đến lớp, thấy một bạn đang nghịch bút hết mực, bấm vào áo của nạn nhân. Nữ sinh này cũng liền chạy ra đổ mực xuống bàn rồi lấy tay áo của nạn nhân ra lau. Việc này được cho là để trả thù việc đưa mũ cho bạn muộn của nạn nhân. Lời khai này cũng cho thấy từ lâu nữ sinh bị hại là người nghe lệnh của nhóm bạn này. Lúc về 14 giờ 45 phút, nữ sinh tiếp tục bôi mực vào áo của nạn nhân và một bạn khác giữ. Đến chiều sau khi học xong khoảng 4 giờ 45, một bạn giả vờ chờ nữ sinh này về để các bạn trong lớp vẩy hết. Sau đó, nhóm này gọi nữ sinh quay lại lớp để hành xử. Bản tương trình của nữ sinh nêu rõ tên từng bạn đã đánh và thực hiện lột đồ trên người của nữ sinh bị hại như thế nào. Trong đó thì nữ sinh này cũng trình bày mình có đánh, tát và đạp nữ sinh kia mấy cái và một bạn khác quay. Trong lớp lúc đó có ba học sinh khác đứng xem nhưng không can. Nữ sinh này thú nhận chính mình đã gửi đoạn clip cho bạn cũ ở nước ngoài nhưng sau đó gỡ và xóa luôn. Nữ sinh khác trong nhóm thì khai lý do của trận đánh là bạn nữ sinh bị hại quên không mang mũ cano xuống cho bạn nữ sinh cầm đầu khiến bạn này bị ghi vào sổ trực ban và sổ cờ đỏ. Bởi vậy mà nữ sinh đã ở lại đánh và a rua đánh theo. Còn một nữ sinh khác thì thừa nhận đây là lần thứ hai đánh bạn nữ sinh kia. Thông tin trên VTC News, các bạn học cùng lớp nữ sinh bị hại cho biết đây không phải lần đầu nạn nhân bị bắt nạt. Sau khi sự việc xảy ra, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu học sinh trong lớp xóa ngay các clip đã quay và không được thông tin cho bất cứ ai. Anh Nguyễn Văn Doanh, chú ruột của nạn nhân cho biết sau khi biết cháu bị đánh, anh đã liên hệ với nhà trường để làm rõ sự việc. Nhà trường trả lời rằng chỉ là đánh sơ sơ. Nhưng sau khi xem được clip cháu mình bị đánh hội đồng, anh đã quyết định nộp đơn đến cơ quan chức năng để lấy lại công bằng cho cháu của mình. Do tinh thần bất ổn, gia đình của nữ sinh bị hại đã cho em nhập viện cho đến hôm nay. Liên quan đến vụ việc trên, năm học sinh đã bị đình chỉ học tập, hiệu trưởng cùng cô giáo chủ nhiệm cũng bị tạm đình chỉ giảng dạy và quản lý. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ tường trình của nữ sinh cầm đầu vụ lột quần áo đánh hội đồng bàn học. Việc nữ sinh lớp 9A trường trung học cơ sở Phù ủng tại Ân Thi Hưng Yên bị 5 bạn nữ cùng lớp lột quần áo đánh hội đồng ngay trong phòng học phát hiện sự luận bức xúc và phẫn nộ. Theo tường trình của 5 học sinh hành hung nữ sinh này chiều 22 tháng 3, khi tan học và nữ sinh này ra về đến cổng thì 5 học sinh nữ kéo lại đưa lên lớp bắt trực nhật. Đây là nhiệm vụ của 5 học sinh này vào sáng thứ Bảy thế nhưng nạn nhân bị bắt làm thay. Sau khi vào phòng học, hai bên xảy ra tranh cãi nên nhóm bạn này lao vào đánh em học sinh kia. Trong bản tường trình thì nữ sinh cầm đầu có trình bày mình có đánh, tát và đạp bạn mấy cái và có một bạn khác quay clip. Trong lúc lớp đó có ba học sinh khác đứng xem nhưng không can ngăn. Nữ sinh này thú nhận chính mình đã gửi đoạn clip cho một bạn khác. Còn theo nội dung kết quả buổi làm việc sáng ngày 30 tháng 4 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo cùng với Ủy ban Nhân dân của huyện Ân Thi và Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Phù Úm. Sau khi đánh bạn, lột quần áo bạn và quay clip, khoảng 23 giờ ngày 22 tháng 3, nữ sinh này đã gửi các clip này cho hai nam sinh cùng lớp. Sau đó thì chính nam sinh là người đã tố cáo với cô giáo chủ nhiệm Hoa Thị Trang về sự việc này. Cô Trang đã báo thầy Nhữ Mạnh Phong, hiệu trưởng và lúc đó nhà trường mới biết sự việc. Bước đầu ngành chức năng xác định nữ sinh đã dùng điện thoại của một nữ sinh khác quay clip tại thời điểm xảy ra vụ việc. Mà giám hiệu thầy cô giáo của nhà trường không ai biết do mọi người đã về hết. Kết quả xác minh ban đầu của ngành chức năng xác định năm em học sinh đánh nữ sinh kia đã phạm lỗi cố ý gây thương tích và làm nhục người khác. Trong buổi trao đổi với báo chí, cô Hoa Thị Trang cho biết ngày 23 tháng 3 cô mới biết sự việc. Giáo viên chủ nhiệm này cho hay ngay sau khi nắm được thông tin, cô đã gọi nữ sinh xuống trao đổi. Cô chàng kể, khi được hỏi tại sao không báo chuyện này với cô giáo, thì em học sinh này trả lời do sợ nên không dám nói và phụ huynh không hỏi nên không trả lời. Cô giáo này cho rằng trước đó trên lớp chưa từng nhận được phản ánh nào của học sinh về việc nữ sinh bị bạn bắt nạt. Nữ giáo viên nhận xét em học sinh này khá rụt rẻ ít nói và ít tiếp xúc với bạn bè. Chính vì vậy, khi sự việc xảy ra, em đã giấu gia đình thầy cô, không ra báo cáo để các thầy cô xử lý kịp thời. Trả lời thêm về việc xử lý vụ việc, cô Trang cho biết, ngay sau khi nắm bắt được vụ việc, nhận thấy tầm quan trọng, cô ngay lập tức báo lên ban giám hiệu của nhà trường để tìm phương án xử lý thích hợp. Đồng thời, đã đến gia đình để thăm hỏi, động viên tinh thần để em lấy lại sự bình tĩnh tiếp tục đến trường. Trong năm học sinh đánh bạn, theo giáo viên chủ nhiệm, có hai em được chuyển từ nơi khác đến, gồm một em chuyển đến lớp từ đầu năm học, một em chuyển từ năm lớp 7 và hai em chuyển từ lớp khác sang. Trên lớp, năm học sinh này có một số biểu hiện nghịch ngợm theo lứa tuổi của học sinh. Tuy nhiên thì theo gia đình của nữ sinh bị hại, khi biết được sự việc đã đến trường làm ầm lên, bà giám hiệu lại nói clip mờ, không nhìn thấy gì, nhà trường đã vào các trang mạng xóa đi rồi. Sau đó thì gia đình nhất quyết yêu cầu, nhà trường đã cho xem clip và mọi người đau đớn khi thấy nữ sinh bị làm nhục, đánh đập một cách tản nhẫn. Ông Nguyễn Văn Doanh, chú ruột của nữ sinh bị hại cho hay, tại buổi làm việc Nhà trường đã có nguyện vọng được xử lý nội bộ. Hội đồng kỷ luật nhà trường đã đình chỉ nhóm 5 nữ sinh đánh nữ sinh bị hại và xin cho cơ hội để giáo dục uốn nắn học sinh. Lúc đầu thì ông đồng ý với nhà trường xin xử nhẹ nhóm nữ sinh, nhưng sau khi xem clip, gia đình không đồng ý và yêu cầu xử lý nghiêm không bảo che. Chia sẻ với phóng viên, nữ sinh cho rằng ngoài việc bị lột đồ đánh hội đồng dã man trong lớp ngày 22 tháng 3 thì ở lớp thường xuyên bị nhóm năm bạn này bắt nạt theo lời nữ sinh bị hại kể, rất nhiều lần các bạn này trong lớp đã bắt nạt em. Em chia sẻ, sau mỗi lần đánh, các bạn đều đe dọa nếu nói với ai sẽ cho em no đòn. Nữ sinh bị hại cũng cho biết, ở lớp em không chơi thân với ai, dù bị bắt nạt nhiều nhưng bạn bè cũng không có ai bênh vực bởi vì sợ bị đánh. Nữ sinh này cũng cho biết thêm, cô giáo chủ nhiệm có biết việc em bị đánh và đã có lần lên lớp cảnh cáo các bạn về việc này. Trong động thái khác, sau buổi làm việc ngày 30 tháng 3, Ủy ban nhân dân của huyện Ân Thi đã đình chỉ học 4,5 ngày với 5 nữ sinh đánh bạn. Đồng thời, đình chỉ hiệu trưởng Nhữ Mạnh Phong 15 ngày để xử lý vụ việc. Giáo viên chủ nhiệm cũng bị đình chỉ chủ nhiệm để thay giáo viên khác.